Vậy nha. Tại vì nó là partial của điệu rock, thành ra nó vẫn là điệu rock quý vị. Bụp, chết, bụp bụp nha. Nhưng mà cái gấp của nó, cái cuối cùng nó là cái nốt 16, hai đai là móc đôi. Thì móc đôi tiếng Mỹ nó gọi là 16, gọi là 16. Thành ra bụp, chang, 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 chết, chang, chang, bụp bụp nha. Giờ mình đếm cái này thành hệ thống 8. Thì đến nhịp số 5 mình bỏ cái snare vào. Rồi đến 8-1 mình đã bụp bụp. Rồi bỏ lý thuyết qua, không cần học lý thuyết. Những em nào mà đã đi trễ 1 tiếng rưỡi trời, thầy, con vừa mới đi học trễ 1 tiếng được vô. À được, nhưng mà chúc phải lấy video xuống. Thầy cũng đâu phải là thánh đâu. Thầy chỉ em rồi, thầy cuốn video đó remove. Ngày mai là người khác học rồi, không có trở lại nữa. Rồi, bây giờ cho thầy tạm dừng cái cowbell đi. Cowbell mình không xài. Mình đã over cho lớp cha cha. Đợi một tuần nữa thầy go back lại cho cái cha cha và sức tim biết. Trong cái tuần cuối cùng, trước khi mà qua mình học. Tại vì cái lớp này nó event rồi. Nó skip cái giờ còn lại của 10, 11, 12. Mà đi direct qua bootcamp luôn. Thì các em stop nó chồng lên. Quý vị, tuần trước ảnh không đạp được 4 năm. Mà tuần này đạp được 4 năm. Tuần này không đánh được số 1, đang đánh được số 5 mà nhả được số 1, là tuần sau anh đã nhả được số 1 và số 5 nha quý vị. Rồi. Nếu trên đời này có Chúa Phật thì quý vị cứ cầu nguyện, Chúa ơi, con muốn học cái điệu này mà nó khó quá, Chúa cho con dứt sức giùm cho con. Phật ơi, con học cái điệu này mà con không biết cái cách đánh, con chả biết lý thuyết, con chỉ nhìn video thầy Thành và anh Linh đã làm cái đó, con làm có đúng hay không? Tự động quý vị sẽ mở, các ngài sẽ mở cho vị trí tại học. Thầy học bằng cái đường đó đó. Trời ơi, thầy đang đi qua một cái tiểu bang khác mà thầy cái điện thoại hết pin rồi đó. Trời, con không biết cái xích nào con vô nữa. Thầy mà vừa mới quẹo vô một anh quýt thành phố ma quý vị. Thế muốn ma mà đến nỗi mà con gái của thầy nó nói: ba ơi, mùa này mùa Covid, A Di Đà Phật. Thầy kể mà thầy còn rợn tóc gái quý vị. Ba ơi, ba đi vô cái thành phố gì mà không đèn, đèn đường nó tắt hết, xuống một cái xích, không đi đổ xăng, không có một cây xăng, không có một bóng cảnh sát, không có một người ra ngoài đường. Mà lúc đó nó nói rồi thầy như là bị ma nhập. Thầy mới nói: mày đó, mày cầu nguyện cho tao, tao bẻ tay lái không được, tao bẻ tay lái cho lên không được. Coi như là khi mà cái dông của thành phố chết đó ở bên Mỹ nó chết là nó cho thầy không lái được luôn. Muốn đạp chân ga qua, nói tao đang bị một cái lực gì đó, cái người chết nó không, tao không bẻ được, tao cứ chạy thẳng hoài, tao chỉ đạp thắng được, tao không có bẻ được. Ba quẹo qua đây đi ra đây chứ. Nó tao quẹo không được. Lúc đó thầy niệm Phật quá trong đang nói: ngài ơi, con bị một cái ma lực gì nó không cho con làm việc được. Khoảng chừng 15 phút sau thầy thoát ra khỏi thành phố ma. Quý vị, thầy đang đi trong mùa người Mỹ người ta chết, xuống một cái thành phố người chết không có đèn, nhưng mà không có một bóng người ra ngoài. Quý vị không thể tin một cái thành phố mà có người chết. Quý vị đi qua là quý vị cứng người luôn, cũng như bị ma đè. Giờ ma đè mình có thể giải thích được, mình nằm trên cánh tay này, cái gì không, thầy đang tỉnh, thầy là người là chiến môn niệm Phật, không có nhập vô được thầy, nhưng mà nó cho mình đi qua để mình experience. Rồi bây giờ nói về cái điệu 16 biết. Lần đầu tiên quý vị sẽ cảm thấy: ủa, tại sao mình phải đánh như vậy? No, đừng có hỏi tại sao. Tại vì lý thuyết của mọi người đi qua họ đều học như mình. Đừng bây giờ đừng tập hỏi tại sao. Khi quý vị giỏi rồi quý vị nên hỏi tại sao. Tập theo cái nề nếp là gì? Các em đi sau người ta, đừng hỏi, lo học trước. Sau khi các em giỏi thì các em nên hỏi, chất vấn những bậc thầy cô: ủa tại sao thầy bắt em phải đánh như vậy? Đâu, thầy không bắt em phải đánh như vậy. Trình độ của thế giới nó đã là như thế nha. Tại vì muốn dạy cho con mình giỏi, thầy nhìn thấy con của người ta: ủa sao con giỏi, người ta giỏi mà con mình lại nghịch và nó hư. Không phải là tại vì người ta giàu con người ta giỏi, không phải. Quý vị, là cái tâm của cha mẹ nhờ Chúa Phật để độ dùm cho con mình nó học giỏi. Quý vị mà kêu mày lớn lên mà mày không thành bác sĩ, tao quánh mày. Bảo đảm thằng nhỏ đó nó về nó bị tự kỷ, nó không muốn học. Trời ơi, con học ra thành bác sĩ,
mà má giàu quá học còn chi nữa. Còn đứa con mình nó nghèo, mình không nói nó cũng học nữa. Phải cho trời Phật, Chúa Phật độ duyên cho nó. Thầy ở đây không bắt buộc em phải đến ý thầy, thầy sách vở nó là như vậy nha. Rồi, tay này là gì? Tay này đánh y chang như bolero cao 8 cho thầy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cực. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cực. Bước đầu tiên, 8 cái symbol và 1 cái bay drum vào nhịp số 1. Dễ không? Trời ơi, dễ quá thầy. Bolero đúng, rock đúng. Thầy đâu có nói sai đâu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi bước thứ 2. Bước thứ 2, hồi nãy nhớ thầy có nói gì không? Bước thứ 2, ngay nhịp số 5 bỏ cái snare vào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Quá là trời ơi, dễ dữ thầy, dễ em chưa rắc. Ủa, tao nói chứ, tụi bay cho tao nói điều này là điều dễ mà nó, nhưng mà top của nó đó, một chút nữa nó chồng lên đó. Bây giờ mới chỉ căn bản thôi, chưa có vô đâu. Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Rồi bây giờ nhịp số 5. Rồi bước thứ 3 là ép chân số 81 nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Rồi bây giờ up tempo lẹ lên chút xíu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Mùa xuân vừa đến, hoa về chiến nhân bàn tay. Ta em cần đến, hãy mau ao mến vì anh. Bản thôi, rồi tuần sau mình mới nhồi nó lên nè. Rồi lúc đó system biết cái 8 hồi nãy sẽ trở thành 1, 2, 3, 4 và 1, 2, 3. Như chưa từng có những bước lìa xa, đôi khi mà ngang vai em cũng hòa. Những con đường anh đi, ta cũng đưa em về bên em. Có nghĩa là mình qua giữa cái ấy nốt và cái qua đôi nốt, hoặc là cái ấy nốt và xích tiên nốt thôi. Nhiệm vụ rồi. Rồi cái tuần đầu tiên rất là dễ cho các em là gì? 8 cái khao bên đây như điệu bolero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Rồi bên đây chuẩn bị cho nhịp số 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. 8, 1 thì đập luôn, chứ không phải là 8. Rồi 1 có nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Rồi sau qua cái tuần tới nữa là mình khắc cái 8 thành cái 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 4, 1, 2, 5, 4 và 1. Đó, rồi mình mix hai cây chung với nhau nha. Rồi, thầy bây giờ make sure là anh đánh được điều này trước khi anh xuống sấm. Anh hiểu được điều này tại vì mình còn lên cái reverse cái chân bass một lần nữa nha quý vị. Rồi thầy cảm ơn quý vị. Bây giờ thì mình meet lại anh Linh cũng từ tiểu bang ở đó mà second half của chương trình nha quý vị. Cái này là phần bonus lớp học đã over rồi quý vị.
Nhưng mà thầy muốn giải thích thêm thôi, cho nó hay cái chương trình mình học được nhiều hơn. Mình học trước, đừng có đợi đến ngày đó mình đánh không được. Giờ mấy người bạn Mỹ, người ta ấy cho tao cái sức tin biết. Ồ quách, quách. Tao chỉ biết được điều rất. Đánh điều rất thì nó thường quá. Phạm Vương, Bolero. Không, bữa nay không học Bolero em. Bolero là cách đây 3 tháng rồi. Bolero không được. Nó khóa lên là Bolero. Ủa, trời ơi, sao có cô nào giúp cười cả. Rồi, Di Đà Phật, thầy chào lại với em. Em chào thầy. Rồi, bây giờ cái điều này nó rất là dễ. Đi qua đường Bolero, tám khao với một cái bay trước. Dạ. Perfect. Rồi bây giờ bỏ nhịp số 5 vào cái snare vào nhịp số 5. Yes. Wow. Được rồi. Chết tía tôi rồi quý vị. Lỗ rồi. Em ơi. Lỗ rồi. Dạ. Lỗ rồi. À, 1:07. 1:75 đồng mà nãy giờ em đánh 1 giây em trả có 7,5 cent. Còn cái vụ nhã số 1 cái số 5 bên kia là cái homework của em, cái đó mới là biết được siêu gì. Trời ơi, anh đánh được 16 biết mà anh trả có 7,5 cent sao kiếm tiền được. 7,5 cent. Rồi. Em đánh cái đó dùng cho thầy nha. Em đánh cái đó được thầy, thầy apply một bài nhạc bên đây. Dạ. Dạ. Được rồi, mừng quá. Vì thưởng thức nhạc phẩm hương về miền Trung qua đều xích tiền biết. Về miền quê hương tình thương đơn còn chảy hương.
nhang đôi lời dấu xa muôn trùng tôi vẫn còn thương sao là xưa nhớ ai vui tuyệt bên mờ đẹp trăng soi đêm trường người ơi nếu còn vẫn trăng soi dòng người tôi người còn thắm theo chiều buồn anh vẫn còn thương em ơi chờ anh về đừng cho năm tháng xóa mờ thương nhớ đêm nào chẳng thể đã vàng hơn em đẹp lòng người đi em biết chẳng em đã bao thu rồi mà đi ngang phương mỗi khi sương chiều bùng xóa nhỏ buồn hoa nơi phố phường mình ơi biết soi dòng lối nói người còn thấm reo chiều buồn tôi vẫn còn đứng 1 2 3 4 5 6 7 8 đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em nắng mưa sớm chiều xa đôi đường mình ơi có về miền quê oan đi dương đoán chảy còn mưa bao niềm thương cho những đôi lời xấu xa muôn trùng tôi vẫn còn sao lại nhớ ai xui tuyệt bên người đẹp trắng rồi đêm trường và nhớ tiếc họ mãi vẫn lâu còn đau ước nguyện đem duyên nhau xa đi lâu xa rồi còn đâu em ơi chờ anh về đừng cho năm quá mơ thương nhớ đêm nào chẳng thể đã bao lần hẹn gặp người đi em biết lạnh lòng trái đi ngang phương mỗi khi sương chiều xóa nhỏ buồn hoa nơi phố phường nói người còn thắm reo chiều thương tôi vẫn còn thương dòng mưa lần lượt kỳ đi năm tháng vẫn còn thương nhau đêm nào chẳng chờ đã tan nước đẹp lòng người đi em biết chăng em đã bao thu rồi vẫn lạnh lòng trái đi ngang phương mỗi khi sương chiều xóa nhỏ hồn hoa nơi phố phường mình ơi nếu còn vẫn trăng soi dòng lối nói người còn thắm reo chiều buồn tôi vẫn còn mình ơi nếu còn vẫn trăng soi dòng lối nói người còn thắm reo chiều buồn
nào quên bên bên tắt rồi thầy hát theo nhiễm của em mà. Có nghĩa là gì? Em dẫn là cái duration của cái signal beat nó dài hơn. Cái gì cha cha ra thì nó chỉ có 3 phút mà signal beat nó 6-7 phút lượng, nó kéo rác cái bài nhạc ra là tại vì cái nốt nó kéo dài ra. Rồi khi mà thầy trở lại cho cái tuần thứ 12 đó thì lúc đó mình đánh cái số 8 thành là số 4 thôi. Bây giờ làm trước, làm trước thử nha. Em nhớ cái điệu tango của mình không? 1 2 3 4 và 1. Thì thằng này á nó lấy theo cái model của tango thì em cứ đánh 1 2 3 4 và 1. Và 1 thì em đập cạch cạch. Em giờ đánh cái symbol 1 2 3 thì khi mà tính 3 là em đánh theo điệu rock đó nha. Em nhớ cái điệu rock không? Bụp chen chắc chen bụp. Thì đó bụp chen chắc chen bụp bụp. Đó là em đánh system beat mà đi qua đường rock. Nó gọi là rock system. Chắc chen bụp bụp. Đó no, nhưng mà đừng có đánh cái chắc chen. Chắc chen bụp bụp. Bụp bụp của chân thôi. No, bụp bụp của chân thôi. Chèn chắc chèn bụp bụp đó, thấy không, hay không? Đó là Việt Nam mình gọi đó là sức tiên biết đó mày. Bụp bụp chèn chắc chèn bụp. Nhưng mà không có đánh, không có đánh theo. Chèn bụp bụp. Bụp bụp là chân thôi, không có tay. Đánh chân mà không đánh tay. Chèn chắc chèn bụp bụp. Ừ. Tại cái 1, 2, 3, 4 và cái và 1 á, và 1 là nó đang đi cái nhịp của 16 ra. Dạ. Ừ. Chèn bụp bụp, chèn chắc, chèn bụp bụp đó, lý do đó là Việt Nam mình... Cái bụp bụp này, cái tay symbol nó vẫn đi theo. Bụp, chèn chắc, chèn bụp bụp, chèn, thì chèn em vừa mới dở lên, đừng có đánh theo bụp bụp. Chen thôi, dở tay lên rồi chắc chen bụp bụp. Chỉ có chắc chen bụp bụp. Bây giờ tới cái này rối nữa. Thôi, nhiều để em phải lo cái vụ mà nhã số 1, số 5 như là cái này trong cái hôn quốc của em trong tuần này được rồi. Đừng có suy nghĩ xa xôi nữa. Em quá hạnh phúc rồi. Với cái thế giới của em rồi đâu. Quý vị, mỗi ngày nó trồng information rồi nó revert cái chân bay lại nổi quý vị. Rồi lúc đó mới hoàn thành từ cái căn bản quý vị lên cái technique của 16 bit 1, 16 bit 2, 3 và 4. Thầy giết được 4 cái luôn quý vị. Em coi là thầy mở đầu cái chương trình á của bài mà để nhớ một thời ta đã yêu á, thầy đi từ rumba mà thầy qua luôn 16 luôn em. Em coi lại lúc mà thầy mở đầu chương trình của những cái video mà của 16 beat thì thầy mở đầu bằng cái điệu rumba của bài để nhớ một thời ta đã yêu. Nha. Rồi thầy cảm ơn anh Linh thật là nhiều nha. Rồi anh Linh nói lời cuối mình đi ra luôn. Em cũng cảm ơn thầy, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Rồi chúc mọi người tập trong tuần thật là hấp dẫn. Nghe em vậy. Có anh Phạm Vương mới hỏi, ủa em đang đánh tình anh điệu bộ Lero. Em tự em vô giải thích không? Anh đi trễ quá rồi. Anh đi trễ lớp over rồi, bữa giờ cái lớp đã hết rồi. Bộ Lero là 3 tháng trước rồi. Rồi gì đâu, Phật cảm ơn anh Linh thật là nhiều. Bye bye nha em. Dạ rồi, em chúc rồi chờ thầy làm cho thầy nghỉ ngày, thầy làm mai thầy post cho em cái YouTube để học trên YouTube nha. Dạ. Bye bye. Dạ. Rồi thưa quý vị các bạn, 16 bit không dễ đâu quý vị. Cái điều thứ hai thầy vừa mới nói ảnh á, thì thầy nói là đó Việt Nam gọi là slow shop đó quý vị. Thì là không dễ thẩm thấu đâu quý vị, có nghĩa là quý vị phải đi qua đường 16 trước. Rồi quý vị mới nghiệm lại là cái điệu sợp chậm lại. Nhưng mà quý vị nói loan rồi, có nghĩa là điệu rock chậm lại, slow rock chậm lại. Nhưng mà quý vị đang không học gì nhạc lý, quý vị đừng có nói chuyện với một người nhạc lý tại học trường Mỹ. Nếu mà điệu rock mà chậm lại thì nó gọi là slow rock. Nhưng mà slow rock được viết 6-8, điệu sợp không phải là 6-8, thì không thể nói điệu đó là điệu slow sợp. Tại rock và sợp nó đều viết theo 4-4. Nhưng mà điệu slow rock
là nó là xì lô rất là 68. Nếu mà nói xì lô sợp có nghĩa là sự sợp nó phải 68 luôn. Rồi quý vị từng ngay mà lý gian lý với việc gian, thành ra không thể nói, bởi vì người Mỹ họ không chấp nhận. Họ mới nói ông điệu này là điệu 16 bit chứ không có cái điệu xì lô sợp. Thầy cá với quý vị, khi quý vị mua cái đờn Reno về, đừng để cho những người bán đờn họ ngu, họ vô họ chép cái software. Bây giờ ở trong đây thí dụ để là Blue Ballad thì họ chép xong cái họ erase chữ Ballad cuối cùng để Blue Việt Nam. Cha 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 Việt Nam. Ủa, thế giới đâu có nói là cha cha Việt Nam, làm thế giới chỉ nói cha cha. Thế giới đâu nói slow sợp đâu. Tại sao nó xì lô xuân luôn? Nếu mà có sợp thì có xuân. Xì lô agogo luôn, xì lô rumba luôn, xì lô cha cha luôn. Có nghĩa là gì quý vị? Quý vị lợi dụng một cái ngôn ngữ mà quý vị không biết xuất thân của quá khứ thì đừng nói. Mà khi mà nói với những cái người, cũng như là mà mình nói với những người, mình nói với đầu gối vậy đó. Thầy biết quý vị rất là thông minh, nhưng mà bị các anh chị mà bán cây đờn nó vô sửa chữ. Quý vị, cái điệu không có điệu Boston. Quý vị mua cây đờn về hỏi luôn anh Linh, hỏi luôn mấy người đứng bán, ai tôi cần cái điệu Boston trong cây đờn của ông mới mua, nói làm gì có điệu Boston mày. Nếu có điệu Boston, tao có điệu Phoenix rồi, thành phố tao Phoenix, tao có điệu Dallas rồi, tao có điệu Houston rồi, có điệu Charleston là của North Carolina, nó có Charleston, không có điệu Boston. Nhưng mà trong cây đờn Mỹ nó có điệu Cielo Waltz, WALTZ. Thành ra đừng có cãi với thầy và cũng đừng có cãi thế giới. Quý vị đã đi chậm cả nửa thế kỷ rồi, 50 năm sau mà người ta đã làm được trống người ta hoàn hảo, mà quý vị vẫn còn mà define những cái từ cha cha Việt Nam, cha cha của Tàu, cha cha của Miên, cha cha Thái Lan á. Quý vị nghe nhạc Thái Lan quá chừng không? Làm sao cha cha nó hay được? Nhưng mà tại vì cái âm nhạc nó để cho thương mại, nó không cần hay, nó miễn là lọt lỗ tai của người ta, là cái thị hiếu của thị trường. Người ta làm cha cha theo kiểu người ta làm 16 bit. Thầy nên nhớ, nhập gia tùy tùng, xuất gia tùng phu, xuất phu tùng tử, tức tử tùng con. Có nghĩa là gì? Tùy cái duyên tới đâu thì mình nhập theo cái người đó. Chứ không phải là tụi mình không có ngu, nhưng mà tụi mình giả vờ mình ngu để làm những cái chuyện mà sằn bậy nha quý vị. Thầy khuyên quý vị tất cả vì gì? Biết rõ ràng tường tận hãy nói, mà không biết, không rõ ràng, đừng có chắc chắn những cái người bậc thầy cô. Thầy cô cũng lo lầm như em thôi. Ừ, ông sư tổ ông dạy gì tôi biết vậy thôi. Cậu muốn hỏi thì cậu vô đại học cậu hỏi đó. Mà có thằng nào đi vô đại học đâu, tiền đâu vô đại học. Mà muốn lên đại học mà muốn hỏi ông thầy, cũng người khác hỏi rồi quý vị. Rồi A Di Đà Phật, cho thầy đi xuống. Các em lấy lại cuốn này của anh Linh nha. Cuốn này của anh Linh hình như là cuốn 11 rồi đó quý vị. Mình còn một tuần nữa, hay là cuốn 11, 12 thầy không nhớ, nhưng mà có thể là 11 đó quý vị. Nhà A Di Đà Phật, cho thầy đi xuống. Xin mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm do thầy sáng tác. Nguyện là đóa hoa sen, nó nằm trong điệu 16 bit cho quý vị. Thầy đếm nhịp cho quý vị nha. Hình như hai bài mà thầy sẽ phát cho quý vị toàn là nhịp 16 bit không. Nó gọi là 16 bit ballad quý vị. Đây. Hôm nay ngày đàn xanh dưới phần đài trang nghiêm, bánh màu lá trong sáng, lòng chúng con thanh tình. Chém tay quỳ dân hương, dân kính phần mười phương, những đóa hoa sen này thánh thiêng mùi hương thơm. Ngàn bông hoa sen trắng trong bông trắng môi tay, đóa hoa sen thơm là man hàn
giấc Bồ Đề. Bài học thời oanh vô con vẫn thuộc năm xưa, bi chi dung là gì, sen trắng chỉ mỉm cười. Vui vui anh đạo vàng và theo chân Như Lai, quy hướng chánh chân tâm chúng sanh về cõi tình. Dù đời mang néo đi, dù trái bao gian nguy, chúng con lòng vẫn một niềm danh A Di Đà. Dù lòng mình thánh kiến, nguyện là đóa hoa sen tô điểm đời an bình an nhiên trong thiên đình. Ta nhớ về cội nguồn, từ đâu ta mong đến, từ đâu ta sẽ về. Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà Phật.
vẫn còn thương để cho con hãy ngủ đi, ngủ cho em giấc. Bài thứ hai là bài ngủ đi con, bài này nó là điều mà điều tìm biết được không trong một lần. 1, 2, 3, 4 và 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 và 1, 2, 3, 4 và 1 hoặc là bị đánh cũng là 16 điểm được. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
mẹ của hai con và lo luôn cho má con. Cậu nguyện mềm Maria ban cho phước lành cho con nuôi bảy nhỏ nên người. Con luôn thương người không may mắn và luôn lo lắng cho những ai không nhà. Con cũng không nhà, con bóng thương người. Con cũng không tiền, con vẫn cứ cho trẻ thơ mù loà khuyết tật để mai sau con của con không tăng tần. Không tạm tình.